Hello, xin chào các bác. Vâng, ngày 12 tháng 12 vừa rồi Shopee, Lazada, Sendor hay là Tiki có một chương trình sale rất là lớn luôn. Không biết các bác có sẵn được cái gì không? Em thì rất là nhiều thứ. Thì hôm nay là về cái sản phẩm đầu tiên này, 2.032.000. Thì đây là một chiếc điện thoại nhá, một chiếc điện thoại iPhone 6S. Đó các bác nhìn không? iPhone 6S 32GB màu gray bản quốc tế qua sử dụng. Đấy, QSD là qua sử dụng đấy. Đó thì lại mua cái giá có 1.990.000 thôi và cả tiền vận chuyển đã là 2.030.000. Em săn được rất là nhiều thứ rẻ nhá, có hai cái máy chơi game giá có mấy trăm nghìn thôi, rẻ lắm, rẻ hơn cung tung đầu rất nhiều ấy. Là một chiếc thì em mua đâu tầm khoảng gần trên 300, một chiếc thì tầm khoảng 1 triệu thì phải, mà rẻ hơn được mấy trăm nghìn so với cái giá bình thường. Thế nên là rất là vui, nhưng mà lần đầu tiên, đầu hôm nay thì chỉ về được sản phẩm này thôi. Bởi vì những sản phẩm đấy em mua ở trong miền Nam gửi ra nó hơi lâu. Nó hơi lâu, thế nên là lần cái này nhận được cái này trước này, chắc là ngày mai. Em xem lịch thì ngày mai, ngày kia em nhận được hai kia. Thế nên cứ bóc cái này trước và em sẽ làm hai kia sau. Đó, thì đây là một chiếc iPhone 6S phiên bản quốc tế 32GB nhá. Bản quốc tế 32GB luôn đấy, em mua có 1.990.000 thôi. Và tiền vận chuyển là 2.032.000. Đó, đóng gói rất là chắc chắn đây này. Thì bây giờ em sẽ mở hộp ra, bên trong có cục gạch thì em có thể bắt đầu xốp được, bởi vì đây là cái clip trực tiếp em mở nhá. Đây, các bạn nhìn thấy nhá, nguyên bản này, chưa có rạch cái này. Đó, xốp đóng gói tương đối là cẩn thận. Đó, sờ thấy mềm rồi, chắc là vận chuyển con ném thì chắc không sao cả. Mặc dù là các bên vận chuyển bây giờ cũng rất là cẩn thận rồi, không có sợ là bị ném như là một số bên mà có clip mà bị ăn phốt nữa, đúng không? Có Viettel này hay là đơn vị nào đấy là đã từng ném hàng của khách hàng rồi. Nhưng đây là xốp bọc rất cẩn thận như này thì chắc không sợ đâu, mà bên vận chuyển bây giờ em thấy là người ta vận chuyển cẩn thận rồi. Bây giờ em sẽ mở hộp nha. Đó, nguyên như này này. Đấy nha, các bác có xem clip này mà chẳng may có cục gạch bên trong ấy thì các bác đòi quyền lợi cho em. Ai, ui rất là nhiều bọt luôn. Đó, em sẽ rạch hết ra xem. Đây. Đó. Đây này. Da của em rất sắc. Ok. Bây giờ nhìn thấy phụ kiện rồi nha. Đây. Ok. Đó, được quấn rất là cẩn thận luôn. Bên số người ta đóng tương đối cẩn thận. Đây. Đó, vẫn còn nổ luôn này. Đó. Đây. Đây có một chiếc điện thoại và bộ phụ kiện. Này bộ phụ kiện rất là đầy đủ nha. Thì trong bộ phụ kiện nó nhá, có một cái chọc SIM này. Đấy, một cái chọc SIM này. Một cái củ sạc này nhìn hơi lạ. Củ sạc hình như là nội địa Trung Quốc, không biết là cả hãng nào. Em ghi thấy là 5V 1.5A. Đây hình như là không phải là củ sạc iPhone, bởi vì là củ sạc iPhone sẽ là 5V 1A. Nhưng có lẽ là chất lượng sẽ tốt, bởi vì củ sạc iPhone bây giờ nhái nhiều lắm. Cũng được, nói chung là dùng được rồi, được. Ok. Một cái cáp sạc. Có cái tem là Foxconn đây. Nhưng mà không biết có phải có xịn hay không. Thôi, cứ mở ra này, một cái cáp sạc này. USB Lightning. Đó, mới luôn, cũng chưa được sử dụng. Đây, chắc là hàng linh kiện thôi chứ không thể là hàng xịn được. Đây. Nói chung là có cáp sạc đầy đủ. Đó, cũng tương đối tốt, rất là mềm. Đây, một chiếc tai nghe cũng mới luôn. Một chiếc tai nghe, chân tất nhiên là chân 3.5 rồi. Đó, một chiếc tai nghe nhá. Xem nào. Đó. Đây, chiếc tai nghe của Apple luôn. Đây chắc là hàng cũng chỉ là hàng linh kiện thôi. Đó, thì cũng được, cái dây này cũng ok. Nút bấm cũng khá là chất. Đó, phụ kiện đầy đủ nhá. Sạc này, cáp này, tai nghe. Ok, bỏ qua bên. Bây giờ đến chiếc điện thoại mới là quan trọng. Còn cái này thì ở đây mua đầy, rẻ như không mà. Đúng không bác? Đây, một chiếc điện thoại mới là quan trọng. Đó. Ô, màn hình vẫn bật này. Màn hình vẫn bật, chắc là người ta không tắt đi, người ta dán sẵn một miếng cường lực ở trên này. Rất tiếc là không có ốp lưng. Đó, đây là một chiếc iPhone 6S qua sử dụng nhá. Đó, các bác nhìn nhá. Thấy chóc sơn này. Chóc sơn này không biết là có xịn hay không. Thấy camera đen rồi, em có xem một cái clip hướng dẫn test máy ở trên cũng trên YouTube ấy. Thì có một bác hướng dẫn test máy thì em có xem qua, cũng tương đối cũng xịn đấy. Đây này, như camera của 6S rất là đen này. Đó là ok, tí em sẽ mở luôn là xem thế nào, bởi vì ở trên này em không thấy gắn tem, em sẽ mở ra bên xem bên trong. Bởi vì đây là một sản phẩm qua sử dụng, thế nên là cái việc tránh khỏi cái việc hơi sức xiếc là chuyện bình thường, cái này không tránh được, bởi vì là có 1.500.000 thôi, 1.990.000 thôi. Đó, quan trọng là nó có bị sửa chữa hay không là quan trọng. Đây. Đấy nha, máy vẫn còn chưa kích hoạt luôn. Bây giờ em sẽ kích hoạt ra bên trong và test nha. Đấy, kích hoạt thì đơn giản thôi. Cái bước này em có thể bỏ qua. Tí em sẽ làm sau. Ok nhá.
Ok, thì em có kích hoạt và em có kiểm tra mọi qua chức năng ấy, thì chiếc máy này như wifi hay là camera, tất cả các thứ đều rất là ổn, màn hình cũng như là cảm ứng, rồi tất cả các thứ em thấy rất là ổn. Nói chung là test sơ qua bên ngoài từ tất cả các thứ ấy, thì ok, vân tay, camera, rồi mọi thứ đều gọi là coi như là hoàn hảo đi. Đó, bây giờ em thử bóc cường lực ra nhá, xem là bên trong có bị xước nhiều hay không. Bởi vì là mua 1 triệu 900 có chưa đến 2 triệu mà được như thế này thì cũng quá là ưng rồi. Đó, chỉ sợ là sửa chữa bên trong thôi, thì tí nữa em sẽ cắm vào máy tính kiểm tra xem là nó có báo đỏ cái gì hay không, và em sẽ thử tháo máy ra và em xem. Đó, bởi vì không thể có tem ở đây. Ok, các bác sợ chờ lại nhá. Đây này, em vừa bóc cái cường lực ra ấy, thì cái màn hình của nó cũng khá là đẹp. Mặc dù là không biết có phải ép kính hay không, nhưng mà cũng thấy tương đối là zin, bởi vì là cái camera cũng tương đối là bụi này, và cái viền xung quanh em sờ ấy, xem clip ở trên mạng các bác ấy, có một bác hướng dẫn ấy thì rất là tốt, rất là chuẩn theo cái ở bên trong đấy. Vào bên trong cài đặt nhá. Kiểm tra số email này, số dung lượng nhá. Đây này cũng đúng là 32 GB này. Số CDMB cũng có kích hoạt ở trên hệ thống Apple. Tiếc cái là lên IS14.2 mất rồi. Đó, số đây này, cái phần này là cái phần model là 16A1688 này. Thì ở trên vỏ cũng là trùng rồi. Bởi vì là em nghe nói là vỏ 6S hay bị tróc ấy, thì trường hợp cũng bị tróc những cái vết như này thì cảm thấy cũng tương đối là tin tưởng, bởi vì đây có thể là vỏ zin. Bởi vì đây là do bây giờ mua 6S là mới quá ấy, thì chắc chắn với các bác là nó đã bị thay rồi đúng không? Đó. Thế cũng là tốt, bây giờ em sẽ cắm máy tính xem nhá. Thì em sẽ hướng dẫn các bác mà nào luôn, bởi vì là cái này em xem ở trên YouTube và em học theo. Thế nên là em nói luôn cho các bác cách test iPhone khi mà các bác mua nhá. Đây. Đấy nhá, có một cái phần mềm, đó là cái phần mềm Bluetooth này này. Cái phần mềm này nó sẽ kiểm tra được liệu là máy có bị thay thế hay sửa chữa cái gì hay không. Cảm giác cũng khá là tin tưởng. Đó, bây giờ em sẽ cho các bác xem nhá. Em dùng cái cáp này xem nó cắm cái điện thoại này vào máy tính này. Cái phần mềm này thì cài ở trên Windows. Ở trên Mac thì cũng có sao ấy, em không máy Mac này không biết. Đó, tin cậy nha. Đây. Đó, bây giờ nó nhận ra một cái thiết bị của mình là 6S này, trên này thì nó sẽ báo là IS 12.14.2 này. Đó, iPhone cái tên mã của nó iPhone 8.1, nghĩa là iPhone 6S đây các bác nhé, chứ không phải là iPhone 8 đâu. À 1688 này. Đó, ngày sản xuất thì ở đây chúng ta cũng có thể xem được, nó là vào 26 tháng 6 của năm 2016, có nghĩa là sản xuất được cách đây khoảng 4 năm rồi, hơn 4 năm rồi, gần 4 năm rưỡi rồi. Đó, pin thì pin mới thay rồi, thế nên là nó báo là lần sạc có 10 lần. Nó trên này xem rất là đầy đủ luôn, và đây là sản phẩm của Mỹ nhá. Đó, có đuôi là L này, sản xuất tại Mỹ này. Đó, pin thì mới thay thì em không nói gì, bởi vì máy này bây giờ mà không còn thay pin thì lấy đâu ra đúng không? Đó, thì bây giờ em xem xác minh này. À, các bác nhìn thấy nhá, rất là ngon. Thế này là tương đối tốt này, điểm test là 95%, tất cả các linh kiện đều chưa bị thay thế. Đó, các bác nhìn thấy nhá, linh kiện bình thường là bình thường này, bởi vì nó quản lý theo số serial ở trên main thì nó có số serial là trùng nhá. Pin thì bị thay rồi đúng không? Thì nó sẽ thay đổi số serial này, quả pin này là sản xuất năm 2016. Quả pin này thì sản xuất vào năm 2019 và số series khác nhau thì nó đã bị thay rồi, nó báo đây đã bị thay pin rồi. Chuẩn chưa? Đó, camera trước sau đều chưa thay, đều trùng. Đó, số series của number cũng trùng luôn. Đó thì là cái sản phẩm này có màn hình của Sharp cũng trùng luôn. Đó. Bộ nhớ trong của Toshiba. Trên cái phần mềm này chúng ta có thể xem, các bác có thể xem được rất là đầy đủ luôn, và thực sự là em thì em không biết là có chuẩn hay không. Nhưng mà em cũng tạm tin á, bởi đúng không? Bởi vì là cái phần mềm Bluetooth này nó có cái này rất là hay. Đó, trước mắt thì kiểm tra ở bên trong hệ thống phần mềm thì máy này nó chưa bị thay thế gì cả. Chỉ thay thế mỗi pin thôi, cái điều đó có điều khó tránh khỏi. Bây giờ em sẽ mở máy ra xem là bên trong nó bị sửa chữa gì chưa nhá. Ok, mua được 1.990.000 rất là ngon. Đấy nhá. Bây giờ để cần mở thì em có mua ở trên mạng một bộ mở iPhone như này này. Có mấy chục nghìn. Trông nó hơi đẻo nhưng mà chắc là cũng mở để xem được. À. Đó, hai cái ốc đít ra. Em cũng biết qua về cái này bởi vì em đã từng thay màn hình của iPhone X rồi, chứ cái 6S này thì quá là đơn giản luôn. Nó có một cái lẫy, cái này thì xem YouTube để học thôi. Nó có một cái lẫy ở khu vực này, bởi vì cái máy này nó sẽ có răng xung quanh, nếu mà máy nào chưa tháo là sẽ rất là khó, phải cần một chiếc dao lam. Nhưng mà em cứ thử móng tay xem nào nhá. Mà các bác là không biết thì rất là khó, nhưng em biết ở chỗ này nó có một cái lẫy này. Đấy, cho tay vào đây rất là chặt. À, các bạn nhìn thấy không? Đó là được. Ok, rất là đơn giản thôi. Đó, thì cẩn thận mở ra nhá. iPhone X và thì nó mở cái mép này, nhưng cái này thì nằm ở trên này này. Đấy, thì nhấc từ dưới lên là được. À, đây, đó có một chiếc tem thay pin vào, không biết là bảo hành, à đây chắc là bảo hành thôi. Đó,
Bên trong như thế này là quá là ngon nhá. Thứ nhất là nó còn đầy đủ này, hai cái lồng này. Thứ hai là cái này. Ở dưới cái này nó sẽ có một cái ốc, chỗ này này. Chỗ này nó sẽ có một cái ốc nha. Nếu máy nào mà đã bị thay thế chân sạc thì nó sẽ phải bóc cái này ra. Đấy, dưới này nó không khác gì một cái tem voi ấy. Có nghĩa là đây là một cái tem này, màu đen này. Đó, nó không khác gì một cái tem voi của những hãng điện tử khác. Nếu mà có cái ốc chọc ở đây ấy, thì nó là đã bị thay chân sạc rồi. Cái một cái điều buồn cười cái là tại sao nó không làm cái tem voi ở trên cái main. Bởi vì cái main mới là quan trọng, còn cái chân sạc thì thay không vấn đề gì cả, đúng không? Nhưng cái này còn nguyên tem voi ở dưới chân sạc như này là ok, là chưa bị thay chân sạc này. Thứ hai nữa là những cái lồng này rất là đẹp, có cái nhìn không? Còn không có cả dấu vân tay luôn. Đó, rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Đây em sẽ mở tiếp cái màn hình là xem như nào. Đó, như thế này là chưa bị sửa chữa rồi. Sướng luôn, mua có 1.990.000. Cá vận chuyển lần nữa có hơn 2 triệu một chút, hơn 2 triệu mấy chục. Quá ngon. Quá ngon luôn. Đó. Này nha, em sẽ mở cái này ra này. Chết mẹ mà chưa tắt màn hình, mở cái này thì nguy hiểm quá. À, tắt đi đã, tắt máy, chưa tắt máy. Chắc máy làm cái sụp phát là chết dở. Đó, này vẫn còn cái răng cũ xung quanh này. Đây nha, màn hình là màn hình nó không có dấu mã đây. Có cái hình như có cái này này, có cái đen đen này. Hình như có một ông nào trên mạng hướng dẫn, bác nào trên mạng hướng dẫn em ấy. À không phải con này, không phải, con này chỉ là đen như thế thôi. À, này dấu đây. Nói chung là màn hình nó không có một cái tem gì lạ. Cái này rất là đẹp này, không bị cháy xước như này. Đó, có lẽ là đây là một chiếc màn hình xịn. Đây là cái khu vực mà loa trong nó vẫn còn một cái tem, có vẫn là một cái dán này, các bạn nhìn thấy nhá, dán xung quanh này. Đó, thì chưa phải thay thế loa trong camera trước luôn. Đó, rất là ngon. Nút vân tay cũng vậy, rất là chắc chắn này. Đây, còn pin thì chắc chắn là thay rồi đúng không? Pin là thay pin mới rồi này. Đó, cái rung này, nó có hãng Tapic này, nó vẫn còn nguyên này. Rất là đẹp, con này thử nói là rất là đẹp đấy. Đây, vỏ zin này nó vẫn còn những cái như gọi là cái phụ này. Cái thường thường ông thay vỏ là ông là hay vất cái này đi. Đó, em được biết là như vậy. Quỳ vẫn chưa bị đổi màu, quỳ vẫn còn trắng nguyên. Cái này mà bị dính nước phát là màu đỏ luôn. Đó, ôi chết rồi, em vứt cái chọc ở đây, cái chọc sim này, chọc sim này, chọc thử khai sim ra xem nào. Đây, dưới này có một cái quỳ nữa này, dưới này có một cái quỳ nữa. Bảo cái vị thay vỏ là hay không lắp cái này lắm, nó có một cái đệm để lắp cổ sáu này. Cái này là vỏ zin luôn. Đó, chân kiếc vẫn còn nguyên này, vẫn còn nguyên cái đệm này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, thế này là ngon đấy, bởi vì là em cũng biết tên máy mà, em cũng biết tên máy. Ok, 1.990.000 cho một con 6S 32GB, quá ngon luôn. Phải nói là con này là zin luôn, chỉ thay mỗi pin thôi, quá ngon. Đó, thế nên là các bác nào mà săn sale được cái con như thế này của em thì quá ngon. Còn nếu mà không săn sale được thì bây giờ mua chắc là tầm khoảng hơn 2 triệu, tầm khoảng hơn 2 triệu đấy, để mua được cái sản phẩm này mà của cái shop đấy ấy. Bởi vì là em không làm quảng cáo đâu, thế nên em không tiện nói ở đây. Các bác nào mà tin tưởng thì cứ comment video nhé, em sẽ gửi link cái shop đấy cho các bác. Bởi vì bây giờ thì không có khuyến mại rồi, nhưng để mua được một con chiếc 6S mà zin như này thì cũng khá là yên tâm về cái shop đấy, đúng không? À, bên đấy thì người ta bảo hành trong vòng 6 tháng thì phải. Ok, đó. Các bạn nào mà cần mua sản phẩm này thì có comment bên dưới, em sẽ gửi link cho nhá. Bây giờ em sẽ đóng lại đây. Và cảm ơn các bác xem clip. Chào tạm biệt các bác nhá.